Xin chào các bạn nhé, đây là cái lá dong nhà mình nhé. Lá dong để quấn bánh chưng nhé. Đây các bạn nhìn xem này, lá nó sơ xác hết ra rồi. Nhưng mà mấy cái lá tươi này chế tạo rất nhiều món ăn luôn. Đấy, ngoài ra nhé. Úi, ngã, tí chết. Đấy đi, các bạn xem và cảm nhận nơi này. Là rau khô hết trồng tận cây này từ thời trước công nguyên, từ ông cụ kỵ rất lâu đời nhà mình trồng rồi nhá. Các bạn xem và cảm nhận nó một lúc này. Hello, mình quay trở lại rồi đây. Kỳ nó lùn mẹ mình. Mình đã cao rồi. Nó lùn đi rồi, mình ngồi xuống. Thấp quá. Bây giờ chỗ này, cây này nếu mà cao hơn tí thì mẹ mình phải được nhờ. Let đi. Bạn thấy cây lá dong mình nó có đẹp không? Hả? Nếu chưa đẹp đây, cảm nhận tiếp đi nè. Nè, đây, lá này rách đi. Cho đấy. Rồi. Nhìn nó lúc đi.
Hello, chào các bạn, mình quay trở lại ở đây. Các biết đây cái lá này ấy, mà quần bánh chưng thì ngon hết sẩy luôn nha. Nhưng lá nó phải tươi, không như thế này được. Lá tôi này, nó từ trước công nguyên rồi. Nè, nó rất là nát rồi. Này, nhìn nát lắm này. Súng đạn bắn đầy hết vào đây. Súng đạn, biết chưa? Súng đạn bắn đấy. Đấy nha. Khổ thân cái cây nha. Bây giờ mình xin kết thúc clip tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào tất cả các bạn. Bye bye.